xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Crypto Coin. Trong video hôm nay mình xin hướng dẫn anh em tham gia sự kiện giveaway đến từ dự án SEO2 Fantasy. Về tổng phần thưởng của sự kiện này lên tới 10.000 đồng coin SEO2. Về sự kiện này sẽ kết thúc trong vòng 31 ngày nữa. Rồi. Ui, làm chết mày nương. Rồi, cũng không có gì đặc biệt. Rồi, ngoài ra trong thời gian diễn ra sự kiện này thì 100 lượt giới thiệu hàng đầu sẽ nhận thêm 100 SEO2 đến từ dự án. Rồi. Rồi, nếu nghe địa chỉ ví của anh em không có bất cứ giao dịch gì thì địa chỉ ví đó là địa chỉ ví không hợp lệ thì sẽ không nhận được phần thưởng đến từ dự án này. Rồi sau khi hoàn thành 10 hợp đồng. Rồi, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì anh em đã đủ điều kiện để tham gia vào chương trình này. Thì không bao gồm anh em cần phải tiền rep. Rồi để tham gia vào sự kiện giveaway đến từ dự án SEO2 Fantasy, anh em tiến hành click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó tiến hành làm các nhiệm vụ. Rồi đầu tiên là anh em tiến hành follow Twitter. Rồi follow Astar Network, Sardin Network. Tiếp theo là Revit Pavo. Rồi anh em tiến hành like về Revit này. Sau đó anh em tiến hành like về tweet lại một bài post về tag B friend của mình trong Twitter. Rồi anh em tiến hành like. Tiếp theo là tôi biết like. Rồi gắn thẻ bên người bạn của mình. Rồi sau đó anh em tiến hành copy. Rồi anh em tiến hành comment. Tiếp theo anh em vào trang cá nhân. Anh em tiến hành copy link mà mình để tôi biết like vào bot về gắn thẻ bên người bạn. Sau đó anh em tiến hành gửi vào phần nhiệm vụ. Tiếp theo là anh em tiến hành tham gia cộng đồng Discord. Rồi giờ mẹ captcha. Rồi sau đó anh em tiến hành xác thực tài khoản Discord của mình. Rồi tiếp theo anh em tiến hành kết nối tài khoản Telegram của mình. Rồi anh em tiến hành nhập số điện thoại mà tài khoản Discord tài khoản Telegram. Sau đó này sẽ có một tin nhắn trên Telegram của anh em để anh em tiến hành xác nhận. Rồi anh em tiến hành confirm để tiến hành xác nhận. Rồi tiếp theo là anh em tiến hành tham gia cộng đồng Telegram. Cuối cùng là anh em tiến hành nhập địa chỉ với MetaMask. Rồi sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì anh em sẽ thấy được link rep của mình. Link này anh em có thể mời bạn bè của mình tham gia vào sự kiện này để nhận thêm bonus đến từ dự án.
và Lê Minh Đệ hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Aerodrop đến từ dự án SEO2 Financy. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc anh em sẽ may mắn nhận được đồng coin đến từ dự án này. Đồng thời, nếu anh em cảm thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn anh em.